Hello, xin kính chào tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay em có lên một cái cấu hình 12.100.000 cho một bác khách tham khảo và mời anh em có thể nghe cái chất âm của cái cấu hình này em nhé. Cái chất âm của bộ này nó rất là hay. Anh em nghe thử nhá. Dù là cơn mưa bão giông, sau 7 tháng 9, đấy thì anh em có thể nghe thấy cái chất âm nó rất là mềm đúng không ạ? Thì anh em cùng xem với cái cấu hình này. Thì với cái cấu hình này thì gồm 3 thiết bị nha nhé. Bác khách này muốn ghép là 3 thiết bị. Đó là một con van Q9 Q9 này, một con EX3000 Flut và một con 7409 anh em nhé. Thì với một cái cấu hình như này, em sẽ giảm tiếng fake xuống, echo xuống để giới thiệu với tất cả anh em. Thì anh em có thể nhìn qua. Thì với cái con van Q9 này thì hiện tại là 2.6 triệu anh em nhé. Bên em sẽ con này sẽ có một cái điều khiển chỉnh rất là dễ dàng và chỉnh tăng. Anh em có thể nhìn vào, em có thể cho máy sát vào để anh em nhìn những cái nút tinh chỉnh của bên em đã tinh chỉnh sẵn rồi. Đấy, thì khi mà anh em muốn lấy cấu hình này hoặc là anh em muốn chỉnh con van Q9 này, anh em xem những cái nút này nhé. Đấy, chỉnh y hệt các nút này cho em. Đấy, chỉnh giống như này nhá, thì hát chất âm nó sẽ như này luôn. Đấy, còn đây là con nâng tiếng EX3000. Con vang này giá là 2.6 triệu anh em nhá. Tặng thêm một cái điều khiển. Đấy, con này có điều khiển đi kèm. Giá 2.6 triệu, tiếng rất là hay luôn. Và một con EX3000 Flut. Đấy, giá hiện tại đang là 1.2 triệu. Và một con 4 kênh 7409 thì là giá là 8.3 triệu anh em nhá. Và đồng bộ này là 12.100.000 là sẽ bao ship cho tất cả anh em. Còn về loa đánh thì em sử dụng một cặp loa đây. Anh em có thể thấy chưa? Đây là cặp loa KT12 Bass 30 từ Neo anh em nhé, Sơn Cát. Này thì hiện tại đang bán với giá là 10 triệu. Đấy, 10 triệu và một con súp. Ở đây thì em cũng cắm luôn cả con súp này. Con súp này thì giá hiện tại đang là 6.500.000 đồng. Và súp 50 anh em nhé. Đấy, thì với con 7409 này thì bên em kênh này thì em sẽ đánh súp này. Kênh này sẽ đánh súp. Đó, cái này sẽ đánh súp và hai cái này sẽ đánh mỗi cây một quả full 30. Thì với cái công suất con này rất là khỏe thì mỗi một cây này anh em có thể đánh được một cặp bát 30 anh em nhé. Một cây này có thể đánh được một quả súp 50. Đấy, mỗi cây đánh được một quả súp 50. Hai cây này thì mỗi một cây đánh được một cặp bát 30 anh em nhé, ngon lành luôn. Đó, thì anh em có thể tham khảo ở đây là cái chất âm của với bộ cấu hình này anh em nhé. Đấy, thì anh em có thể tham khảo với hiện tại thì mic thì em sử dụng bộ mic U7 5 Flut anh em nhé, bộ mic mới của mình. Bộ này là 2.6 triệu anh em nhé. Thì bác khách này chỉ muốn nhu cầu là ghép vang này, nâng tiếng này và cụ đẩy 4 kênh để anh em nghe cái chất âm của bộ cấu hình này. Và lưu ý là anh em xem, anh em sẽ đọc các thông số để của con Q9 này thì anh em có thể căn chỉnh nhé. Trên con EX3000 thì anh em KK thì anh em căn chỉnh như này cho em. Đó, căn chỉnh KK thì anh em căn chỉnh như này nhé. Đó, như này. À, đây là KK thì anh em căn chỉnh như này để cho cái chất âm của nó hay nhất đấy đúng không ạ. Còn đâu các nút này, ví dụ như mic 1, mic 2, mic 3 thì anh em để cho em tầm 1 giờ nhé, để 1 giờ là hay nhất. Dì vợt thì với cái con này ấy, thì anh em để cho em tầm khoảng độ là 11 giờ nhé. 11 giờ cái nút dì vợt này đấy, 11 giờ cái nút dì vợt. Delay thì để cho em tầm 11 giờ. Repeat thì để cho em tầm 3 giờ anh em nhé. À, 3 giờ cái repeat này. À, ok chưa? Bát thì để tầm 1 giờ này. Min để tầm 11 giờ anh em nhé. Đấy, bát thì 1 giờ, min thì 11 giờ. Và chép là anh em để cho em về với mức 11 giờ nhé. Vì với cái combo này thì đang dùng nâng tiếng thì sẽ chép sẽ về 11 giờ cho em. Đấy, đây là cái phần này. Nhắc lại nhé, revert để 11 giờ này. Delay để 12 giờ đi. 12 giờ anh em nhé. Repeat thì để 3 giờ. Đấy, bát thì để 1 giờ, min thì để 11 giờ và chép để 11 giờ. Và bên này thì bát thì chúng ta để 12 giờ nhé, min thì để tầm 11 giờ và chép để 11 giờ. Đó. Thì lưu ý với anh em là khi hát thì anh em để cái effect này để cho em tầm khoảng độ 52 nhé. 52 để cái tiếng nó hay nhất so với đàn chỉ 52 hoặc là 55 nếu mà giọng yếu thì để 55 anh em nhé. 67 đàn chỉ nghe êm chưa? Đó. Và mic thì tùy vào cái mic của mình có bắt hay không thì anh em để nó tùy ý nhé.
còn nhạc thì chúng ta cũng để tùy ý để vừa phù hợp với cái phòng. Đó. Và ok, mời anh em cùng nghe thử, em sẽ hát thử cho anh em một đoạn nhá. Nghe chất âm, nghe rất là sướng luôn. 6, 7, 6, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Video chân thực luôn em nhé, hát trực tiếp luôn, không qua chỉnh sửa. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Nhìn từng giọt mưa nhẹ rơi ngoài hiên, nơi xa em có anh không? Chân trời kia mở trong màn sương, chờ đợi em sẽ quay về. Còn đường xưa rồi đây ngơ ngác, ngập đầy tuyết rơi lạnh lùng. Tìm về đâu ngày xưa, loay hoay trong nỗi bơ vơ. Một lần thôi, thời gian chờ ai, đường sẽ không chia đôi đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng phe phương vai mình. Nơi bình yên chẳng còn hóng vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và trong cơn mộng kia, yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mưa bão giá, dù là trời đang nổi sóng xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ, này người tình cầm tay anh nhé. Dù đời này bao nhiêu đau bao xa, để được nằm kề bên em, bước sẽ phơi dài. Con đường xưa cũ êm đềm. Thì anh em có thể nghe thấy cái chất âm của con cái bộ cấu hình này em nhé. Và con quy 9 thì anh em có thể nghe đấy, cái chất âm của nó rất là echo, rất là tốt anh em nhé, tiếng echo rất là mềm. Đấy, thì anh em có thể tham khảo với cấu hình này đó. Thì mọi thông tin chi tiết anh em mua hàng anh em liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên dưới giúp em. Rồi chào tất cả anh em, hẹn anh em ở clip lần sau nhé. Chào tất cả các bác nhé. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký, đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.